Uốn tóc xoăn không bao giờ khó khi các bạn áp dụng phương pháp này. Đây là phương pháp uốn cứng hóa. Uốn cứng hóa là chúng ta mềm hóa non, tóc vẫn còn cứng, đây gọi là uốn cứng hóa. Còn nếu các bạn uốn mềm hóa thì tóc này chưa đạt đâu anh chị em nhé. Uốn cứng hóa thì bất chấp tất cả các loại tóc kể cả tóc khó xoăn nhất các bạn uốn đều rất là xoăn nhé anh chị em. Thì cách làm của nó đơn giản thôi, sau khi các bạn mềm hóa non xong khoảng tầm 50 đến 60% rồi các bạn cho đi xả sạch khử kiềm. Bước tiếp theo là khi lên trục thì các bạn sẽ pha uốn yếu ở nồng độ pH 7 cộng với nước theo tỷ lệ 1:1 rồi các bạn sẽ đánh thật đều lên. Sau đó các bạn uốn đến đâu thì các bạn trả đến đến đó và hiện tại có rất nhiều anh chị em đang sử dụng bằng phương pháp này của bên Quang, mọi người áp dụng đều rất thành công. lợi ích khi chúng ta sử dụng bằng phương pháp uống cứng hóa là thứ nhất là tiết kiệm thời gian, thứ hai là tiết kiệm về kinh phí, thứ ba là tóc đạt độ xoăn rất là cao luôn, và thứ tư tóc đảm bảo ra rất là mềm nhé anh chị em. tất cả những anh chị em nào đang sử dụng phương pháp này của bên Quang thì mọi người hãy để lại comment góp ý nhé để cho mọi người cùng tham khảo. Quang luôn mang đến cho anh chị em những cái gì mà bổ ích nhất và tiện ích nhất, giúp cho anh chị em dễ dàng là tóc xoăn hơn. Nhưng anh chị em nào mà chưa hiểu về cách uốn xoăn này thì các bạn có thể inbox riêng cho Quang và Quang chia sẻ cho anh chị em nhé. Ok, quay trở lại với làm cái tóc này thì tóc này Quang đi trục 22 và Quang vào kem uốn là 2,5 vòng trục. Rồi mọi người cứ chỉ việc là uốn bình thường thôi các bạn. Sau khi uốn xong các bạn không phải là ngấn đâu. Tại vì chúng ta vào thuốc nó không bị quá cao nên chúng ta không cần phải là ngấn. Rồi sau khi chúng ta lên trục xong thì mọi người sẽ chạy nhiệt thì với cái tóc này Quang sẽ chạy hai nhiệt. Nhiệt đầu Quang sẽ chạy 70. À, quang sẽ chạy 10 phút và nhiệt 2 quang chạy 80 cũng 10 phút và khi nào giỏ ra tới khô thì quang sẽ kẹp vào định hình như thế này anh chị em có thể tháo ra cho vào trụ uống lạnh cũng được còn quang thường sẽ làm bằng phương pháp này thì sẽ nhanh hơn sau khi quang kẹp vào cái định hình như này rồi quang sẽ nhúng vào bát thuốc rất là nhanh còn nếu các bạn cho vào trụ uống lạnh thì thường các bạn sẽ nhỏ dập định hình sẽ lâu hơn và mất thời gian hơn một chút thì mọi người làm bằng cách nào cũng được nhé ok thì sau khi quang đã kẹp hết vào kẹp định hình như này rồi quang sẽ dập định hình thì các bạn sẽ túm hết cho vào bát dập định hình này nhanh hơn rất là nhiều so với các bạn nhỏ từng trục một Ok, sau khi quang dập định hình xong thì lưu thời gian lưu là 15 phút. Và đây là kết quả khi quang đã uốn bung xong. Sóng rất là mềm nha anh chị em. Cái mẫu tóc này thì quang không làm video sấy thì anh chị em có thể tham khảo những video sấy của quang nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chúc tất cả mọi người thành công và hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở video tiếp theo.